Lăng mộ Võ Tắc Thiên, ngàn năm không ai dám xâm phạm vì sợ những chuyện rùng rợn này. Thiên niên kỷ thì nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên và chồng vẫn là một lăng mộ bất khả xâm phạm. Những kẻ trộm mộ không dám bén mạng tới nơi này là do một lời nguyện đáng sợ. Trong số ít những lăng tẩm đế vương vẫn còn nguyên vẹn cho tới ngày hôm nay, thì nơi an nghỉ của nữ đế Võ Tắc Thiên là một trong những địa danh sở hữu nhiều giai thoại kỳ bí nhất Trung Hoa. Hơn một thiên niên kỷ qua đi, lăng mộ của vị hoàng đế nhà võ chu ấy vẫn được xem như là một thành trì bất khả xâm phạm, dù đã trải qua không ít những biến động của lịch sử. Và cho tới ngày nay thì người đời vẫn thường kể cho nhau nghe những giai thoại về lời nguyền của Càng Lăng, nơi an táng của võ Tắc Thiên cùng với người chồng là Đường Cao Tông Lý Trị. Là nữ đế nhưng không có lăng tẩm riêng, võ Tắc Thiên được chôn cất ở đâu sau khi qua đời? Võ Tắc Thiên sinh năm 624 và mất năm 705, thường được gọi là Vũ Tắc Thiên hay Võ Hậu hoặc là Thiên Hậu. Bà từng là một phi tần trong hậu cung của đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau đó lại trở thành hoàng hậu của Cao Tông Lý Trị và cuối cùng quang minh chính đại bước lên ngay vị nữ đế, lập ra nhà Võ Chu. Trong số ít những người phụ nữ nắm quyền của lịch sử Trung Hoa thì Võ Tắc Thiên chính là nữ hoàng đế duy nhất được chính sự công nhận. Tại vị trên ngai vàng trong 15 năm, bà đã thi hành nhiều chính sách có lợi cho quốc gia như mở mang lãnh thổ, khuyến khích phát triển Phật giáo, tăng cường phát triển kinh tế, xã hội v.v. Tuy nhiên, thì trong xã hội đặt nặng quan niệm là trọng nam khinh nữ như thời bấy giờ, việc một người phụ nữ như Võ Tắc Thiên lên ngôi lại trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Và đây cũng là lý do mà vào năm 705, tệ tướng Đương Triều cùng với các đại thần đã phát động binh biến, ép võ hậu thoái vị và đưa đường Trung Tông lên ngôi. Giang Sơn nhà Lý Đường với sự thống trị của các nam hoàng đế, nhà họ Lý cũng nhờ vậy mà được phục dựng lại. Còn Võ Tắc Thiên sau đó bị giam lỏng tại biệt cung cho đến khi qua đời ở tuổi 82. Theo di nguyện trước lúc lâm chung thì di hài của bà được hợp táng vào càng lăng cùng với đường Cao Tông. Bia mộ trước khu lăng tẩm này cũng được để trống hoàn toàn, vô tự bia, với ý nghĩa là để người đời sau phán xét. Nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên và chồng tòa lạc trên đỉnh núi Lương Sơn, nay đã trở thành một công trình kiến trúc nổi tiếng thuộc huyện Càng, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Dù đã trải qua ít nhất là 17 lần cướp phá, trong đó có lần số người huy động lên tới 400.000. Thế nhưng địa cung càng lăng với di hài của hai vị hoàng đế và ước chừng khoảng 800 tấn châu báu vẫn là một nơi bất khả xâm phạm. Xung quanh lăng mộ ngàn năm vẫn thi gan cùng tế nguyệt ấy, hậu thế thường truyền tay nhau những giai thoại ly kỳ về lời nguyền dành cho những kẻ dám đến đây phá rối giấc ngủ của hai vị hoàng đế bên trong. 17 lần xâm phạm bất thành và những giai thoại về lời nguyền xoay quanh lăng mộ võ tắc thiên là nơi an nghỉ của cặp vợ chồng hiếm hoi trong lịch sử Trung Hoa cùng là hoàng đế, lăng tẩm chôn cất võ tắc thiên và đường cao tông luôn trở thành mục tiêu chinh phục của giới trộm mộ thuộc nhiều triều đại khác nhau. Căn cứ vào các ghi chép thì Càng Lăng ít nhất đã trải qua tới trên dưới 17 lần bị xâm phạm. Thế nhưng hết thảy những âm mưu ấy vẫn chẳng thể mảy may chạm tới nơi an nghỉ của vị nữ đế nổi tiếng một thời. Trong số đó, thì những lần đột phá nghiêm trọng nhất phải kể tới ba vụ trộm xảy ra vào ba thời kỳ khác nhau dưới đây. Lần thứ nhất là diễn ra vào cuối thời nhà đường, khi nghĩa quân Hoàng Sào giấy binh tạo phản. Tuyên truyền rằng người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này đã đem 40 vạn binh tới đào bới đồi Lương Sơn, thậm chí là còn vặt hẳn các một nửa quả đồi. Thế nhưng điều kỳ lạ là nhóm người đông đảo này, dù có đào xới tứ tung, nhưng vẫn không thể tìm ra được phương hướng tiếp cận với ngôi mộ của Võ Tắc Thiên. Âm mưu trộm mộ cũng vì vậy mà bị phá hỏng

Lần xâm phạm nghiêm trọng thứ hai xảy ra dưới thời ngũ đại thập quốc do tiết độ sứ Diệu Châu là ôm thao cầm đầu. Đã từng đào trộm 17 ngôi mộ của hoàng gia nhà đường, mộ tặc họ ôm này, những tưởng cũng có thể sơi tái lăng một của võ tắc thiên một cách dễ dàng. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Khi đám người của ôm thao đang đào bới càng lăng, thì một sự kiện kinh thiên động địa theo đúng nghĩa đen đã xuất hiện. Có gia thoại truyền lại rằng, vào ngày đầu tiên ôm thao đem quân tới xâm phạm càng lăng, thì bầu trời còn đang trong xanh, chỉ trong chớp mắt đã trở nên âm u mịt mù, gió thổi như lốc, tưởng chừng như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Và chính điều này đã khiến cho nhóm mộ tặc buộc phải nhiều lần dừng tay giữa chừng. Thế nhưng điều kỳ lạ là hãy cứ dừng tay, thì trời lại trở nên trong vắt, còn bắt tay vào đào mộ thì thời tiết lại mịt mù như sắp có bão. Ngay cả khi cố tình liều mạng để đào mộ thì nhóm người của ôm Thao hết kẻ này đến kẻ khác bỏ mạng vì tai nạn hoặc là bệnh tật. Sau đó vì quá sợ hãi, những cái này đã bỏ của trả lấy người và không dám có ý định xâm phạm càng lăng thêm một lần nào nữa. May mắn trụ vững qua thời kỳ hoàng kim của các loại vũ khí lạnh, lăng mộ của Võ Tắc Thiên lại phải ngân đón những trận công phá đến từ vũ khí nóng và lần công phá nghiêm trọng thứ ba xảy ra vào thời kỳ dân quốc do tướng quân Tôn Liên Trọng cầm đầu. Vị tướng họ Tôn này đã lấy danh nghĩa diễn tập quân sự để điều động binh lính cùng với vũ khí tới Càng Lăng. Thế nhưng cũng giống như ông Thao, Tôn Điên Trọng và đội quân của mình cũng đã phải đối diện với những hiện tượng hết sức rùng rợn. Tương truyền rằng khi mới nã được pháo thứ nhất bên trong lăng mộ Võ Tắc Thiên, bỗng nhiên tỏa ra một làn khói trắng. Làn khói ấy cứ vần vũ xung quanh đám người, sau đó bay lên trời và hóa thành gió bão, khiến cho đất trời tối tăm mịt mù. Có giai thoại còn truyền lại rằng đoàn binh tham gia đào mộ ngày hôm đó của Tôn Điên Trọng bất ngờ có 7 người học máu ra chết tại chỗ. Các hiện tượng kỳ lạ cùng với những giai thoại rùng rợn từng được truyền lưu về nơi an nghỉ của nữ hoàng họ võ đã khiến cho đám binh lính ấy bỏ cả mũ giáp rồi tháo chạy. Sau này cũng chẳng ai còn dám bán mạng cho tô điên trọng để đào trợ ngôi mộ ấy. Cũng giống như cuộc đời có nhiều ẩn tình của võ tắc thiên, bí mật phía trong nơi an nghỉ của bà cho đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải trong lịch sử Trung Quốc và trải qua hơn 1.300 năm với không ít biến cố. Càng Lan vẫn sừng sững tòa lạc trên đỉnh Lương Sơn và những gia thoại về lời nguyện xoay quanh khu lăng tạm ấy vẫn được hậu thế kể cho nhau nghe trong những lúc trà dư tử hậu. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.